Hi, đón chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi vào năm Tân Sửu 2021 ngày hôm nay, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận, nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả, nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ, đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh, đúng không quý anh chị và các bạn? Trong chuyên mục chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay thì ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong năm 2021 tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của tuổi Kỷ Mùi có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mệnh chủ có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm mới 2021 này? Và để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video trong ngày hôm nay. Tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ có một sự nghiệp ổn định vào năm nay, vì vậy không nên thay đổi công việc trong nửa năm đầu tiên. Hơn thế nữa, họ cần phải chú ý nhiều đến tài chính của mình. Trong cả năm nay thì bạn nên tiết kiệm một số tiền để giải quyết các trường hợp khẩn cấp hoặc chi phí không lường trước được. Đối với những người có doanh nghiệp thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp, không bao giờ bỏ bê các thành viên trong gia đình vì công việc. Có thể có vấn đề tài chính cho những đối tác kinh doanh. Đối với những người độc thân thì họ sẽ có khả năng cao để gặp được tình yêu đích thực. Tuy nhiên thì bạn nên làm chậm tốc độ và thiết lập mối quan hệ yêu đương ổn định, giữ bình tĩnh và duy trì mối quan hệ với đối tác của mình một cách cẩn thận. Đối với mối quan hệ giữa cá nhân thì người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nên giữ thái độ khiêm tốn mọi lúc. Chúng ta nên kiên nhẫn và tử tế, giữ mối quan hệ hài hòa với các đơn vị và các nhà lãnh đạo. Tử vi năm 2021 cho thấy, trong năm, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 xung thái tuế, hiểm họa trùng trùng, Sửu Mùi tương xung, lại thêm thất sát hung tinh khắc chế, nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó bể được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng. Hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như là tuế phá và tai sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với mệnh chủ. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Lục xung tuế phá, nhiều lo lắng u buồn, ít niềm vui, lấy may đẩy lùi vận hạn. Năm Tân Sửu 2021, Sửu và Mùi chính xung dẫn tới mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 bị thái tuế phá, tức là nặng nhất trong phạm thái tuế. Lại còn có những hung tinh lan can, đại hao, bệnh phù, thiên khốc, tai sát chiếu mệnh. Điều này nói lên tuổi Kỷ Mùi 1979 năm nay nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Sửu âm thổ là thiên quan tinh của tuổi Kỷ Mùi, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Sao tài sát sẽ cản trở công việc phát triển, dễ mất tiền bạc của cải, cũng không có lợi cho sức khỏe. Phương diện tình cảm sẽ có nhiều biến động, thành công hay thất bại tùy vào sự nắm bắt cơ hội của người tuổi Kỷ Mùi 1979. Tuy vậy, lại có cát tinh nguyệt không nhập mệnh có thể hóa hung thành cát. Bình thường thì nên làm nhiều việc tốt, từ thiện, dĩ hòa vi quý, vô hình chung sẽ gia tăng vận khí.
Mọi người thường nói, thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ tất hữu họa. Vì vậy mà tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, năm nay cố gắng lấy may mắn để xóa bỏ vận hạn. Như vậy có thể giảm bớt được sự ảnh hưởng của hạn xung thái tuế. Để cho vận trình năm 2021 được thuận lợi may mắn, mệnh chủ cần sử dụng kim bài thái tuế để luôn mang theo bên mình, nghênh đón thái tuế và để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh bát bảo tâm kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Kỷ Mùi 1979 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Năm Tân Sửu 2021 nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, hỏa thổ tương sinh nên mệnh chủ dễ bị tiết mất khí, dẫn đến thường xuyên bị các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và các bệnh liên quan đến mắt. Trong nửa đầu năm 2021, tuổi Kỷ Mùi 1979, vận trình thăng trầm bất động, dễ vướng phải những trở ngại khó khăn, phải đối mặt với nhiều lựa chọn như là thay đổi công việc, đầu tư tài chính. Xét về vận trình công danh sự nghiệp, mệnh chủ khó bề ổn định như mong muốn, tính biến động trong công việc khá lớn. Có lúc thu nhập ngoài dự kiến, tiền bạc dồi dào, nhưng cũng có lúc nguồn thu thắt chặt. Muốn đứng vững ở vị trí của mình, bản mệnh cần phải tính toán từng bước chi tiết, bốc đồng sốc nổi sẽ chỉ dẫn đến sai lầm gây ra thất bại nặng nề. Về phương diện tài chính thì mệnh chủ chưa biết kiểm soát thói quen mua sắm chi tiêu của mình. Khi mà tiêu tiền, hiếm khi xem xét về nhu cầu sử dụng, mua rồi mới tiếc, hối hận vì tiêu tiền không đúng chỗ. Nữ mệnh 43 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sau này không tốt cho phụ nữ, dễ gặp tai bay vạ gió. Nam mệnh 43 tuổi gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, vì vậy nên đi ra ngoài nhiều hơn, không nên ở nhà, nếu không dễ bỏ lỡ những điều may mắn. Để hóa giải những tài ách của năm cũng như kích hoạt hòa hợp tình duyên cho mình, gia chủ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi và kim bài thái tuế năm 2021 để được quý thần tương trợ, gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc suốt năm. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 vào năm Tân Sửu. Vào năm nay thì tuổi Kỷ Mùi sẽ cảm thấy một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong sự nghiệp. Sau tất cả, sự kinh khủng khi không làm được gì ở tuổi này. Nhưng nếu bạn là một nhân viên bình thường, việc thăng tiến lên vị trí lãnh đạo trong khoảng thời gian ngắn là không thể thực hiện. Do đó nên lập một kế hoạch chi tiết với mục tiêu thực tế, chẳng hạn như cải thiện năng suất cá nhân của mình trong vòng một tháng. Một khi bạn có mục tiêu và làm theo, tình hình sẽ được thay đổi từng chút một. Tử vi năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi cho thấy rằng sẽ có những xung đột và trở ngại trong văn phòng và dọc theo con đường sự nghiệp của bạn. Do đó, phải học cách xem những gì bạn nói và chuẩn bị tinh thần đối mặt với các vấn đề với cái đầu rõ ràng và kiên nhẫn. Mặc dù không có thất bại nghiêm trọng, nhưng đó sẽ là một thăng trầm và bạn cần phải cảnh giác với vấn đề pháp lý cũng như các giao dịch liên quan đến tài liệu. Ngoài ra, hãy cẩn thận để không lao vào chính trị và quan sát xem bất cứ khi nào bạn có thể, bởi vì ai đó đang rình rập để đâm sau lưng. Và mặc dù bạn sẽ phải đối mặt với tất cả mọi loại thử thách trong năm nay, đây sẽ là cơ hội tốt để bạn học hỏi, phát triển, chuẩn bị cho một năm mới tốt hơn. Ngoài ra thì thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Kỷ Mùi, khiến bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Kỷ Mùi sinh năm 1979 gặp cục diện xung thái tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà xui xẻo đầy rẫy. Khó có thể phát huy được năng lực, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý.
Điềm báo tử vi cho thấy có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, mệnh chủ chớ nên gây chuyện với cơ quan hành pháp chấp pháp, kẻo mang họa. Trong năm có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc vị trí làm việc, có thể bị tuyên chuyển công tác. Nhưng trong tình hình hiện tại thì đó là họa hay phúc vẫn còn khó nói. Biết đâu đi tới một nơi khác lại là khởi đầu may mắn hơn cho mình. Xét về phương diện sự nghiệp thì mệnh chủ trong năm nay nên cân nhắc trước những quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Cuộc sống đâu có dễ dàng đến như vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Kỷ Mùi. Những chú dê cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt, tránh để những lời châm chọc xúc xiểm làm mình nóng giận, bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả về sau. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng, mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 trong năm Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Tân Sửu, dương lịch từ ngày mùng 3 tháng 1 năm 2021 cho tới ngày 31 tháng 1 năm 2022. Tức từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 29 tháng 12 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào tháng này thì các gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân, tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Kỷ Mùi 1979 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tài lộc của tuổi Kỷ Mùi 1979 vào năm Tân Sửu. May mắn cho tài lộc có thể nói chung tiền không đủ. Nếu bạn thiếu tiền, tốt hơn hết thì nên nhờ sự giúp đỡ của người thân và bạn bè thay vì chọn một khoản vay có thể khiến bạn bị lừa đảo. Ngoài thu nhập tiền lương thì bạn cũng có thể tìm thêm nhiều cách để kiếm tiền trong thời gian rảnh, bất kể là bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Tuổi Kỷ Mùi 1979 dự báo vào năm 2021 cho thấy rằng đây là năm để bạn duy trì trạng thái thấp, phải lên kế hoạch trước và chuẩn bị cho một năm mới với những thăng trầm. Nói chung, tránh đầu tư lớn và không bao giờ hành động theo quyết định bốc đồng. Trên thực tế thì có thể có ít nhất một lần tổn thất tài chính trong phần tài chính của bạn, do đó cần phải thận trọng và bảo thủ trong năm nay. Vì xung thái tuế nên tuổi Kỷ Mùi 1979 tài vận nhiễu loạn, lại có lan can và đại hao phá hoại nên càng tệ hơn. Con đường phát triển kinh doanh thì đang đình trệ, có hiện tượng hao tài. Cùng với đó, cuộc sống dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gặp phải thị phi liên tục. Hơn nữa, áp lực kinh tế lớn có thể gây ra nợ xấu nên cần phải chú ý nhiều hơn. Cần đưa ra định hướng chi tiết cho mình. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 vào năm nay thì tốt nhất hãy theo định hướng là động trung cầu tài để giảm bớt sự ảnh hưởng của tác động xấu do bị thái tuế phá gây ra. Nếu bạn sinh vào mùa xuân hoặc mùa hè, có thể thử một khoản đầu tư mới. Nhưng khi đầu tư, hãy đầu tư một cách khôn ngoan và thận trọng. Hãy khách quan và hợp lý khi nói đến đầu tư, đừng bị mù quáng bởi lòng tham và không tin mọi lời khuyên từ bạn bè của mình. Tuy nhiên thì nếu được sinh ra vào mùa thu hoặc mùa đông, hãy cẩn thận với một số tổn thất tài chính. Nói chung, đây không phải là một năm tốt để mua một ngôi nhà mơ ước hoặc là bất kỳ mua sắm lớn. Hãy kiềm chế bản thân khỏi cờ bạc và hãy nhớ rằng phải thận trọng hơn về các khoản chi tiêu của mình. Tình duyên của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 vào năm Tân Sửu. Mối tình cảm có thể kém thỏa mãn đối với sinh năm 1979. Bạn có thể thường xuyên cãi nhau với vợ, chồng hoặc con cái về những chuyện nhỏ nhặt và từ chối thỏa hiệp. Điều này cuối cùng có thể làm tăng thêm vấn đề và gây ra rạn nứt gia đình sâu sắc hơn. Học cách kiểm soát tâm trạng xấu và không mất bình tĩnh hoặc nói điều gì đó tồi tệ ngay cả khi bạn đang ở trong một tâm trạng tồi tệ. Bất kể mâu thuẫn nào phát sinh, hãy ngồi xuống và nói chuyện một cách bình tĩnh. Đừng cố gắng che đậy những xung đột hoặc có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được.
Trong năm 2021, tuổi Kỷ Mùi 1979 có nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh. Song về cơ bản thì Sửu Mùi tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Mệnh chủ dù là nam hay nữ thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên thì cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế hay ghen tuông gây ra tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc mệnh chủ vì tình mà đau khổ, bị lừa dối vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Kỷ Mùi 1979 có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song về tổng thể thì vận trình cũng không sáng sủa hơn là mấy. Bạn cần phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất trắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tam hợp Hợi, Mão, Mùi kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Về sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong năm Tân Sửu, đường sức khỏe trong năm nay thì không được tốt cho lắm. Mệnh chủ gặp hạn xung Thái Tuế, vướng Bạch Hổ sát và tai sát hung tinh không ngừng đeo bám. Thổ khí trùng thiên là lời cảnh báo mệnh chủ không nên đến những nơi ẩm ướt tối tăm có tả khí, dễ vướng phải họa vào thân hoặc tổn thương đến cơ thể. Kỷ Mùi sinh năm 1979 cần phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, năng luyện tập thể dục thể thao, ngày nghỉ thì dành thời gian bên bố mẹ, cả gia đình đi dã ngoại. Một số vấn đề sức khỏe nhỏ có thể làm phiền bạn vào năm 2021. Nhưng đừng quá lo lắng, trạng thái tinh thần sẽ là những gì bạn cần quan tâm. Cuộc sống khó khăn có thể làm bạn khó chịu và khiến bạn trở nên căng thẳng. Vì những rắc rối trong công việc bạn có thể gây mất bình tĩnh với gia đình và gây ra nhiều mâu thuẫn, hãy bình tĩnh và nói chuyện nhiều hơn với gia đình và bạn bè. Để hóa giải tà khí, âm khí ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần mang theo bên người minh quang pháp bảo giúp tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, mang lại bình an, may mắn, sức khỏe cho người sử dụng. Luận giải chi tiết cho mệnh chủ đang theo đường quan vận. Năm Tân Sửu, tuổi Kỷ Mùi 1979 chính xung Thái Tuế là một loại phạm Thái Tuế vô cùng nghiêm trọng, lại gặp phải ba hung tinh cùng lúc, lại không có các tinh hóa giải. Phương diện sự nghiệp thì gặp nhiều sóng gió, mọi thứ đều không suôn sẻ, e là sẽ phải trải qua một bài kiểm tra lớn, áp lực ngày càng lớn, bôn ba lao lực. Có thể xem những thay đổi này là một thách thức, phát huy hết khả năng, làm việc chăm chỉ, vượt qua khó khăn khi bạn thành công, sẽ tìm thấy cơ hội vô hạn. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Kỷ Mùi 1979 nam mạng, sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô là sao tam cửu khóc bi ai, nên cả nam và nữ nếu bị sao này chiếu mệnh thì đều coi là xấu. Tuy nhiên thì nữ giới cần kiêng kỵ nhiều hơn nam, đề phòng vào tháng 3 và tháng 9. Có câu nam la hầu, nữ kế đô muốn nói đến sao khắc kỵ của nam và nữ. Nam giới nếu gặp sao này thì cứ sinh hoạt bình thường, nếu có điều bất trắc xảy ra thì cũng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên đàn bà mà khi gặp sao này chiếu mạng có thai thì hên hay may lạ thường. Mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nam mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn địa võng. Hạn địa võng thì thường gấp rối thị phi, tranh cãi, hiểu nhầm, mang tiếng xấu. Vì những điều trên nên cuộc sống cảm thấy lo âu, phiền muộn, buồn rầu. Theo các tài liệu thời xưa ghi chép lại thì gặp thị phi khẩu thiệt chớ nên đi với ai vào lúc trời tối, không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, hàng quốc cấp. Do vậy, gia chủ gặp hạn địa võng thì kỵ đi với ai trong lúc trời tối. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nữ mạng Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài phát lộc lên cao, vạn sự hòa hợp. Tài lộc cho nam, còn nữ thì hay bị ốm đau, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi 1979. Kỷ thuộc hành thổ sẽ giúp cho tuổi Kỷ Mùi trở nên thực tế hơn, củng cố vững vàng trong tính cách,
Chính vì thế mà tuổi Kỷ Mùi thường là những người đáng tin cậy và biết nghe lời. Trong công việc cũng như trong cuộc sống thì họ luôn biết cách lập kế hoạch từ trước và đề ra một kỷ luật nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện. Lạc quan, độc lập, thận trọng là những ưu điểm thường thấy ở người sinh năm 79. Tuy nhiên, họ lại là không có niềm tin vào bản thân, chính vì thế mà thường cảm thấy hoang mang, lo sợ mỗi khi phải đối mặt với khó khăn. Giống như các tuổi Mùi khác thì tuổi Kỷ Mùi yêu thích cuộc sống vật chất, tuy nhiên họ có thể tự bản thân đáp ứng được nhu cầu sống của mình mà không quá phụ thuộc vào người khác. Với tuổi này thì gia đình luôn là tài sản quý giá nhất và luôn cố gắng làm việc chăm chỉ vì những người mình yêu thương. Cuộc đời của nam tuổi Kỷ Mùi không mấy tốt đẹp, có nhiều trở ngại trên con đường công danh sự nghiệp, vận tài lộc cũng không mấy may mắn. Cuộc đời công danh sẽ được tốt đẹp nếu kiên trì theo đuổi tới cùng, vượt qua được mọi khó khăn thử thách, hậu vận sẽ được yên vui. Công danh của nam tuổi Kỷ Mùi không được ổn định cho lắm nên xuống thất thường, trung vận và hậu vận mới được êm ấm hạnh phúc. Bước vào tuổi 38 trở đi, sự nghiệp bắt đầu lên cao và bền vững nhất, còn vận tiền tài của bạn chỉ đẹp và ổn định từ tuổi 45 trở đi, từ 25 cho đến 30 tuổi. 25 tuổi có một tin vui bất ngờ, thành công về mặt tình cảm, 26 tuổi thắng lợi về mặt thi cử, coi chừng đau bệnh, 27 tuổi kỵ mùa xuân, kỵ lửa, 28 tuổi có hoạch tài, 29 tuổi một tiếng sét về tình cảm sẽ đến với bạn, và năm 30 tuổi sẽ được tái ngộ với một người thân tưởng rằng đã chết hoặc biệt tích. Từ 31 cho đến 35 tuổi, năm 31 tuổi là năm bạn coi chừng đau bệnh, kỵ đi xa, hùn hạp làm ăn, coi chừng bị điều tiếng thị phi. 32 tuổi coi chừng có thể bị ra tòa hoặc kiện tụng. 33 tuổi kỵ nhất mùa hạ, kỵ lửa, nhất là không nên tin những kẻ theo nịnh hót bạn, coi chừng bị phản trắc lừa đảo, nếu không sẽ bị đau hoặc là hao tải bất ngờ. Từ 36 cho đến 40 tuổi, gặp xui, bất ngờ tiền bạc, tài lộc và tình cảm. Nhiều dịp may cũng đến với bạn trong khoảng thời gian này. Năm 37 tuổi có hoạch tài lớn, từ 41 cho đến 45 tuổi, dịp may vẫn còn đến với bạn trong khoảng thời gian này. Nên làm nhiều điều phước đức để con bạn sanh trong năm này sẽ rất khá và sau nhờ hồng phúc của bạn. Từ 46 cho đến 48 tuổi, 2 năm này tài lộc trung bình, coi chừng về vấn đề tình cảm, hãy cứng rắn để khỏi bị quyến rũ. Từ 48 cho đến 50 tuổi, thành công về mọi giao dịch và nhiều tài lộc vào những tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Ngoài ra, những tháng khác được khá tốt. Năm 49 tuổi thì có nhiều hy vọng về tài lộc vào tháng 2 và tháng 3 âm lịch, coi chừng tai nạn vào tháng 7 âm lịch. Ngoài ra, những tháng khác trung bình. 50 tuổi thì tràn đầy triển vọng tốt đẹp, không có gì khó khăn xảy ra trong tuổi này. Từ 51 cho đến 55 tuổi, không được hay đẹp lắm. Năm này có xung khắc nên tránh đi xa vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch có hao tài tốn của, nhưng về tính mạng thì không có gì xảy ra. Năm 2 và 53 tuổi bình thường có triển vọng tốt đẹp về tài lộc. Năm 4 và 55 tuổi được tốt, 2 năm này tài lộc, hoa gia đình đều hòa hợp, con cái yên vui. Từ 56 cho đến 60 tuổi, khoảng thời gian này không có gì ra, trừ những bệnh tật hay là có nhiều buồn bực mà thôi. Ngoài ra, tài lộc điều hòa, làm ăn phát đạt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi 1979, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.